Xin chào anh em quay trở lại với kênh Thiên Giai TV. Hôm nay thì mình có nhận bung rương cho một cái ạc tại server S939 nha anh em ơi. Và hiện tại thì cái nhân vật này tích khá là nhiều tài nguyên luôn anh em ạ. Rồi, hiện tại thì nhân vật này đang đứng vị trí top 2 lực chiến trong server với mốc lực chiến là 11.644.000 anh em ạ. Thua top 1 khoảng 600k lực chiến ha. Để coi mình bung lực chiến coi có nhảy lên được top 1 hay không anh em ơi. Rồi, mình sẽ kiểm tra tài nguyên nhân vật này một chút xíu. Về nguyên khí á, thì chúng ta có khoảng 4 triệu mốt anh em ạ, 4 triệu mốt nguyên khí. Rồi, để coi cống hiến thì anh em có được nhiều đây. Cống hiến chúng ta có 4 triệu 9 cống hiến nha anh em, 4 triệu 9 cống hiến. Wow, tuyệt vời ha. Để coi kinh mạch thì chắc này full luôn hết ta. Kinh mạch đây có mở mạch mới luôn. Kinh mạch thì có 1.314.000 chân khí anh em ạ. Và nhân vật chính đưa ra cái chỉ tiêu cho mình đó là đập làm sao đập chúng ta kiếm được 4 dòng cam trên cái vũ khí ha. Rồi chân nguyên thì cố gắng kiếm 6 dòng cam, đó là chỉ tiêu của chủ ạc giao cho mình. Ở đây thì mình sẽ xung mạch trang bị ngựa phi phong các kiểu con đà điểu luôn anh em ạ. Nói chung có gì làm hết. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu bung rương cho cái nhân vật này. Và trước tiên bung rương thì mình sẽ vẫn bung những cái vật phẩm mà nó sẽ không có chiếm dụng thêm những cái ô khác anh em ạ. Ví dụ như mấy rương trận pháp nè. Đó, có mấy anh em nói mình thôi rương trận pháp thì cứ tua nhanh đi thôi, nhưng mà bung rương thì cứ bung từ từ thôi anh em, không cần gì phải vội vàng cả, cứ từ từ và chậm chậm đi ha. Mình gán phím để mình bung cho nó dễ anh em ạ. Chết rồi, chưa gán xong, đợi xíu nha anh em. Đây. Ủa sao gắn được ta? Rồi được rồi. Đó, cứ gắn phím rồi mình ấn thôi anh em, cho nó đỡ hại chuột chứ không gì cả. Với lại nó click nó cũng sẽ nhẹ hơn. Đây là rương trận pháp thí luyện. Rồi anh em kiếm mấy cái rương môn khách. Thì mấy cái rương này bung thì nó cũng không phát sinh đồ gì lạ lẫm. Nhưng mà gọi là làm clip bung rương mà cứ tua nhanh quá trình bung rương thì anh đâu có được đâu đúng không bà con cô bé ơi. Rồi, tiếp tục đây là rương trận pháp thí luyện hỗ trợ. Tiếp tục gán đây thêm cái phím nữa. Rồi. Ạc này anh em thử đoán xem mình có thể làm được đúng chỉ tiêu không anh em. Đó là vũ khí 4 dòng cam. Với cấp nhân vật hiện tại đó là cấp 120, 122 rồi. 12x thì đập vũ khí chắc không tốn quá nhiều cống hiến đâu ha. Và nhân vật chính chúng ta có tới 4 triệu 9 cống hiến lần, mình nghĩ là chắc kiếm 4 dòng cam sẽ trong khả năng. Còn chân nguy mà kiếm 6 dòng cam thì mình chưa chắc, nhưng mà hy vọng sẽ được nha anh em ơi. Trận pháp thí luyện hỗ trợ. Trời, chuẩn bị xong rương này. Bây giờ mình sẽ kiếm mấy cái rương môn khách nè. Đây, rương môn khách du lịch đó. Du ngoạn, du lịch gì các kiểu. Mấy cái rương mà vài chục rương thì mình click chuột nha. Còn nào vài trăm rương thì mình cứ gắn phím, mình ấn cho nó lẹ thôi. Thực sự bung rương thì mình sợ nhất là quá trình full rương, phải dọn rương thôi anh em chứ không gì cả. Hy vọng là ạc này sẽ không bị full rương nhiều. Môn khách hỏi thăm. Xong môn khách rồi, này rương gì đây? Thành chiến, thăm ma, rương hoa sơn. Này là rương chọn mảnh, này là rương thành chiến rồi. Rương ban hội, đây là rương võ thần điện, rương võ thần điện này con cái mở luôn. Chiến trường nè, chiến trường quá trời, thông thiên tháp, khoáng mạch nó chứ, bí cảnh ban hội mở được. Này cũng ít phát sinh đồ. Bảo vệ ban hội mở được luôn. Đây là những cái rương nó xin nguyên liệu bình thường thôi, chưa có mảnh gì cả. Rương di tích nữa. Như này chúng ta có rương chiến long mở luôn. Đây là rương chọn mảnh, rương quần anh hội, rương khoáng mạch. Rồi bắt buộc phải mở những cái rương này thôi anh em ơi. Quần anh hội nè, đây là rương của khoáng mạch cốc anh em, thì mở có tỷ lệ ra mảnh nhẫn mà xui quá không được mảnh nhẫn thôi. Rương di tích mở sao nha, di tích phát sinh đồ thấy ghê dữ lắm. Khoáng mạch hoàng kim. Nó được mảnh nhẫn kế thừa kìa, rồi xích ngự thiên đăng luôn. Rương thông thiên tháp mở luôn anh em ạ. Thông thiên tháp để coi có gì không nha. Cổng hiển không à, được đá hồn hoàng nhân tương, một cấp này nó cho hoàng nhân tương à, đá level 3 anh em ạ.
Rương Di Tích. Từ từ, Rương Di Tích từ từ đây. Rương Hoàng Kim Huyết Chiến Bát Phương. Một Tống Kim Chiêu Thư, Đá Hồn Thiệu Hồng Nguyên, Mã Châu đá level 2 luôn. Mảnh Kế Thừa, Xích Ngự Thiên Đăng. Đây là rương, này là rương Di Tích rồi. Đây là rương Chiến Trường Hoàng Kim. Đó. Ô, Thương Hồng á, ô cái mảnh, mảnh Thương Hồng anh em ạ. Mảnh Nhẫn Hiếm, Xích Ngự Thiên Đăng nữa kìa. Thiệu Hồng Nguyên. Rồi, cũng chưa có lên nhiều ô lắm ha. Đây là rương gì? Rương Chọn Môn Khách. Rương Võ Thần Điện Hoàng Kim. Đó, mấy mở cái có dây chuyền hiếm liền luôn anh em ạ. Đá Hoa Cương, Đá Hoa Cương, Đá Thiên Hà, Đá Cẩm Thạch. Rồi, dây chuyền hiếm. Ồ, hiếm ngon vậy, không có kế thừa ta. Đá Hoa Cương, Cẩm Thạch, Công Hiến. Đá Vũ Hoa nữa, dây chuyền hiếm nữa kìa. Ồ, có một cái dây chuyền kế thừa anh em. Đây là rương Võ Thần Điện Bạch Ngân. Rồi, được dây chuyền, một dây chuyền kế thừa hiếm quá trời luôn nè anh em ạ. Để nó nhảy lên hết số thì rồi mình sẽ tiếp tục mở cái rương Võ Thần Điện Hoàng Kim nha anh em. Chứ tiếp tục đã Hoa Cường Cống Hiến. Đá Vũ Hoa, Đá Hoa Cương, Đá Thiên Hà, Đá Hoa Cương nữa. Sao toàn là đá không vậy? Mảnh nhiều nhiều vô cho chủ vàng ta bán cống hiến, hoặc là bán lấy vàng, hoặc là ghép lại lên lấy dòng cam. Rồi xong. Hấp qua bán hội level 8 này từ từ đã. Mình sẽ lên tới mấy cái rương ở trên này. Đây chính là rương Tâm Ma Ảo Cảnh. Cống hiến Tâm Ma Bảo Châu, Nhẫn Kế Thừa, Nhẫn Kế Thừa, Nhẫn Kế Thừa, một dọc Nhẫn Kế Thừa luôn. Đó, có Xích Ngự Thiên Yên rồi kìa. Sao toàn Nhẫn Kế Thừa không ta, không có Nhẫn Hiếm anh em ạ. À, Hách Diện Lan Quân, Nhẫn Kế Thừa, Kế Thừa một rừng luôn kìa bà con. Xích Ngự Thiên Yên. Rồi, đây là rương Hoa Sơn Luận Cúm. Dán Lòng Đằng, Thủy Tinh Lam, Thủy Tinh Tím. Chờ nó nhảy lên hết đi, mình sẽ mở tiếp cái rương Ảo Cảnh Bạch Ngân. Ồ, có Dán Long Yên nữa kìa, Dán Long Yên nữa này mà, Dán Long Yên. Ở trên này thì không còn rương nữa ha. À, để coi. Đây là rương Hoàng Kim. Rồi, cuối cùng mình sẽ mở cái rương Văn Hội nha. Đây là rương Văn Hội level 9. Rồi, hiện tại thì ô phát sinh cũng không quá nhiều nha anh em ơi. Nhưng mình nghĩ tí hồi mở rương Hoàng Kim thì sẽ ra nhiều thôi. Đây là rương Văn Hội level 8. 200 mấy cái thôi thì gắn phím mở cho nó ok nha. Rồi, kích thôi bà con ơi. Đó, mấy cái rương này thì nó sẽ sinh đồ nhiều. Tại vì nó sẽ ra cái đá level 1 anh em ạ. Level 1. Mình nghĩ đá level 1 thì mình sẽ bán cống hiến nha anh em. Level 2 thì mình sẽ giữ lại cho chúng ta có thể bán lấy vàng, hoặc là chúng ta làm các quyển thu thập. Rồi, mở xong rương này là mình sẽ dọn hành trang một phát, nó full rương là chưa kịp nói làm gì hết trơn. Một đống đá level 1 luôn, để coi chúng ta có mấy cái quyển thu thập không. 126 quyển, 126 quyển chắc là mình giám định luôn anh em ạ. À, giám định đi ha, để chúng ta kiếm thu thập được một cái nào của đá level 1 cũng đỡ được miếng nha bà con cô bác ơi. Level 2, level 3 các kiểu. Còn xui quá thì nó thêm rương cho anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ dọn những cái vừa mới giám định ra một rừng luôn nè anh em ơi. Cái này thì chúng ta sẽ gom được thêm một ít cống hiến nữa. Rồi, đây là cho thủy tinh lục luôn. Đổi bạc lấy thủy tinh lục quá lời anh em ạ. Tính vật sát thủ. Quên tính vật thủ lĩnh chứ nhầm.
Cái này là gì mà không có ta hả? Tính vật sát thủ không có thôi bán. Đỡ chống rương anh em, đỡ chật rương. Tính vật chiến trường. Mở quá trời rương chiến trường luôn, cho được 4 tính vật chiến trường bán. Mấy nào mình thu thập mà không có mình bán hết anh em ạ. Đây là tính vật kho báu. Những này anh em không mua đồ trong chân bão sao? Mấy này ít vậy ta? Đây, thu thập lăng tuyệt phong, lấy danh vọng, bán luôn. Đó, đá hồn trắng sơ là anh em thấy mình được mấy cục thủy tinh tím liền. Cái này giữ lại nha anh em, tại vẫn còn mở là vẫn còn phát sinh. Rồi hết này luôn. Cái này giữ lại nha anh em, tại vì thủy tinh tím nó có giá trị nên mình sẽ giữ lại cho chú Hoàng. Thuốc nhuộm. Cống hiến. Cống hiến bạn đi. Thủy tinh lục được đá chọn level 4 nè. Kiếm nào một viên trước anh em ạ. À. Cho nó trống ô trước cái đã. Rồi. Cái này thì vẫn giữ lại ha. Đây là 4 bí kíp sơ khác nhau nè. Cái này là 3 vũ khí 4 mạng này bán. Này mình chả bao giờ mình giữ cả. Này cũng bán luôn. Đá hồn tím bất kỳ. Nhận được hà nhân ngã. Cái này để chú Hoạt xử đi ha. Cái này là hồng cao. Trục lọc. 7 đá hồn lam. Này sắp có rồi. Này danh tướng lệnh bán. Này là minh chủ lệnh, nó hoàn thành cái này cho chống được mấy ô cái nữa. Rồi bán luôn. Rồi, ở đây thì còn cái 4 bí kíp đó xíu mình làm sao anh em. Giờ mình sẽ tiếp tục mở mấy cái rương này cho hết. Chắc chắn nó sẽ còn phát sinh ra đá hồn level 2, level 1 nữa. Rồi. Ý, còn đây rương di tích nữa nè, thôi rương di tích mở sau cùng đi ha. Tại vì cái này nó ra ô hơi bị nhiều anh em ơi. Đây tiếp tục có đá hồn level 1 trắng. Rồi bây giờ mình sẽ mở rương hoàng kim nha. Chúng ta có tổng cộng là 1020 cái rương hoàng kim. Mình sẽ mở hết luôn nha anh em ơi. Mở hết luôn. Hiện tại chủ mặt tích được 300 mấy cái rương hoàng, cái chìa khóa hoàng kim. Thì tí nữa mình sẽ mua thêm chìa khóa hoàng kim. Wow, bây giờ bên ngoài trời đang mưa rất là to. Không biết anh em nghe có bị ồn không nha. Mình nghĩ tiếng ồn nó sẽ cũng sẽ có một tí xíu vào trong đây anh em ạ. Mở rương hoàng kim thì không bao giờ lỗ đâu anh em ơi. Mình nhận được rất nhiều thứ. Bạc, rồi thủy tinh, rồi mảnh đá hồn, Utele, Me. Giờ nó full rương bà nó rồi. 9 đá hồn lam. Lấy được viên thủy tinh cam luôn. 3 đá hồn tím sơ khác nhau à. Để coi chúng ta có viên nào không sử dụng. Thật sự mình cũng không biết anh em viên nào không sử dụng. Nên thôi cứ chọn đại đi ha. Đó. Tiếp tục. Rương hoàng kim. Mưa có hơi to nha anh em. Ví dụ mà có tiếng ồn mưa to quá thì anh em thông cảm giúp mình nha. Đang lỡ bung rương ngon trớn rồi. Nói chứ cũng tranh thủ bung rương lẹ lẹ đi ha. Để còn đập đồ, giám định đồ nữa anh em à. Sao mình thấy anh em nhiều, anh em gan dạ ghê, dám đưa ạt cho mình cái bung rương. Biệt danh của mình là hơi bị thúi đó nha anh em. Rồi, chúng ta vẫn còn 700 cái chìa khóa hoàng kim. 700 cái thì mình sẽ tốn khoảng 14k vàng. Thôi, mấy cái chìa khóa này chắc là để cho anh em mở đi ha. Tại vì rương hoàng kim thì mở cũng chỉ có ra nhiêu đó thôi. Bây giờ thì mảnh thì mình cũng không có bán để cống hiến nha anh em ơi. Giờ đó mình sẽ không mở tiếp đâu. Mình sẽ mở những cái rương còn lại này. Bây giờ sẽ mở rương di tích Bạch Ngân.
Máy này thì cho anh em mấy cái bùa tẩy luyện. Rồi tiết học. Rồi full rương bà luôn rồi anh em ơi. Nó lẹ dã man thiệt chứ. Thôi anh em đợi mình xíu nha, để coi mình có dọn được cái gì không nha bà con cô bác ơi. Trang bị bây giờ đá hồn này không không đủ thì thôi bán luôn. Tính ra cũng lên được gần 200k cống hiến nãy giờ bung đồ anh em ạ. Rương trang trường học thường ở chỗ cái này nó ra một đống thứ tè le nữa nè anh em ạ. Rương di tích Hoàng Kim. Ôi mừng quá, không quá full rương ha. Đây cái này mở mới ra là full nè. Rồi anh em thấy là nó ra cho mình một số mảnh tuyệt học rồi bùa tẩy luyện các kiểu. Để mình coi tuyệt học hiện tại trong nhân vật này đã chơi tới tuyệt học phẩm chất xanh lam và tím. Nhưng nói chung chúng ta vẫn còn những ô chưa mở, do đó thì mình sẽ giám định hết mấy cái này nha anh em. Để mốt anh em mở chúng ta gắn vô chúng ta xài đỡ đi ha. Rồi giám định luôn cái này trắng hay chắc mình bán chứ mình không giữ trắng chi cả. Rồi, coi như là công cuộc mở rương của mình đã xong. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái giai đoạn đó là bắt đầu đập đồ và bung lực chiến anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chế vũ khí trước nha anh em ơi. Để coi đây có mấy cái đồ cho phi phong nữa nè anh em. Mảnh cũng ra quá trời mảnh luôn nè bà con. Đồ tăng ngựa. Rồi mảnh trang bị. Anh em thấy mảnh dây chuyền, mảnh nhẫn ra đây, mảnh nhẫn 15, dây chuyền 5. Thôi tăng ngựa cái đi ha, máy này tăng lên cái dọn chống ô, không biết chống được hay không nha anh em. Bây giờ mình sẽ tăng bậc cho cái cương ngựa đây, cương ngựa chống đường ô nè anh em ạ. À. Lên bậc liền. Đó, lên lực chiến. Yên ngựa tăng lên. Ui, 11 triệu 7 rồi, tiếp tục đó là bằng đạp anh em ạ. À. Ui, bằng đạp 73 cái luôn, quá ghê gớm. Trời ơi, bên ngoài thì trời đang mưa rất là to và có sấm chớp nữa nha bà con ơi. Ngựa đã xong thì bây giờ mình sẽ chuyển qua đập vũ khí. 5.188.000 anh em à, đập vũ khí thôi. Bây giờ mình sẽ kiếm 4 dòng cam thì mình sẽ chế ra tầm 5 cái vũ khí cam. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu giám định nha anh em. Điểm thôi, cây thứ 3. Cây thứ 4. Cây thứ 5. Cây thứ 6, cái này do mình chuyển chế độ đồ họa là direct, do đó anh em không nhìn thấy được cái hiệu ứng của con NPC nó đập. Anh em muốn nhìn thấy chúng ta chuyển sang dạng là open GL thì anh em sẽ thấy nha. Ủa bên ngoài sấm chớp ghê quá bà con ơi. Thôi cứ đập đi, nãy giờ được một cây hiếm rồi, điểm đủ 5 cây hiếm mình sẽ dừng lại. Cái thừa thì mình sẽ bán nha anh em. Giai đập vũ khí giờ tốn 42k cống hiến cho lần đập. Thường thường là trời mưa như thế này thì mình sẽ không có làm clip đâu anh em ạ. Mình không có muốn tiếng ồn, nhưng mà lỡ đang bung rương ngon trớn rồi, giờ dừng lại thì nó cũng dở. Anh em ta cần ạc để đi hoạt động đúng không? Chứ đâu ai rảnh đưa ạc cho mình hoài. Do đó thôi bà con cứ thông cảm giúp mình nha. Biết đâu nhiều khi mưa bên ngoài anh em có thêm tiếng mưa xì xào hoặc là tiếng sấm chớp, nó tạo thêm cái gọi là cái hiệu ứng nhạc nền anh em ạ. Lại thêm thú vị cho cái clip nữa. Anh
Nãy giờ được mấy cây cam rồi anh em, mình quên điểm đúng rồi, để thêm 2 cây nữa rồi mình vô rương mình kiểm tra lại. Chắc nãy giờ mới được có 2 cây thôi. Đó, một cây nữa, tiếp tục đập. Trộn. Sấm chớp một cái đùng. Này giống như tiếng bát anh em ạ. Này phải gọi là để cái tiêu đề clip là đập đồ trong cơn mưa. Nghe nó hoành tráng anh em ơi. Rồi, ra thêm cây cam nữa đi, vô rương kiểm tra. Vẫn chưa có. Vẫn chưa có. Vẫn chưa có. Rồi, có rồi anh em ạ. Để coi mình coi như là 4 cây cam đúng không ta? 1, 2, 3, 4 đúng rồi. Mình sẽ tiếp tục đập thêm một cây nữa rồi giám định. Trời, kế thừa. Nãy là 5 triệu mốt cống hiến đúng không? Để coi đập xong, giám định xong, bán xong còn được nhiều cống hiến anh em. Rồi, xài hết 2 triệu cống hiến rồi đó bà con cô bác ơi. Nói chứ đập vũ khí cũng chùa lắm anh em. Giám định mà nó ra dòng xài được không bị trùng thì rất là hên. Còn ví dụ giám định mà nó ra dòng trùng hoặc là dòng Seekerware là thôi, ối hàng liền anh em ạ. Rồi, cam đi, cam đi, cam đi. Kế thừa. Đó. Bây giờ giám định thì chắc là mình sẽ tháo cái vũ khí hiện tại ra để coi tỷ lệ bạo kích, tỷ lệ thuộc tính, tấn công, hút sinh, linh hoạt. Rồi, tháo ra. Giám định cây đầu tiên nè. Hứ, một cái. Ui, cái đầu tiên giám định anh em thấy nó ra 5 dòng luôn mà có được dòng sức mạnh là thấy thơm rồi đó anh em. Đó, rồi trang bị dòng này lại đi ha. Cây đầu tiên là mình thấy ok rồi đó. Sức mạnh tính ra từ tím lên cam tăng được 25 điểm anh em ạ. Kiếm mấy điểm này phải gọi là chua chát cực kỳ. Ở đây thì cấp này chắc là tí nữa mình sẽ bỏ luôn cái dòng tỷ lệ kích nha. Mình sẽ lấy dòng sát thuộc tính vào lấy đam anh em ạ. Rồi, dòng cam đầu tiên. Bán. Tiếp tục dùng cam thứ hai. Ôi, lại là sức mạnh. Trời ơi, tiếc quá anh em ơi. Thôi, tay hút sinh vô cái đỡ cái đã. Người ta kiếm sức mạnh không ra này, giám định hai cây cam liên tục ra hai dòng sức mạnh. Bạn. Tiếp theo, tỷ lệ thuộc tính đó ngon lành tẩy luyện, tỷ lệ thuộc tính vô nè, linh hoạt, dòng hồng cũng tẩy luôn, xíu rồi tính tiếp. Cây tiếp theo, wow, hút sinh nha, ngon lành cành me liền đó. Như vậy là mình được 3 dòng cam anh em ạ. Chỉ tiêu là 4 dòng cam đúng không, mình được 3 dòng rồi, giờ kiếm thêm dòng nữa thôi. Giờ hết bạc rồi sao anh em, bán cái bán trắng liền nha, có điều kiện cứ việc bán. Rồi, ngon lành cành me, bán. Tiếp tục một cây thứ 5 giám định. Ui, sinh lực. Cây thứ 5 nó ra sinh lực anh em ạ. Nhưng mà 5 cây giám định ra 3 dòng là quá ngon ha. Giờ mình sẽ đập tiếp 2 cây cam nữa đi. 2 cây cam, thôi 1 cây cam. Nếu mà đập nhiều quá giám định nó, vậy thì phí của anh em cứ việc ra cây giám định anh em ạ. Đố anh em tại sao mình chưa giám định cây thừa? Tại mình muốn để cây thừa lại. Biết đâu xíu mình chưa có cái dòng sát thuộc tính thì mình sẽ giám định cây thừa để mình lấy dòng sát thuộc tính nha anh em. Trong khi chúng ta vẫn còn rất nhiều cống hiến ở đây. Vẫn chưa có cam. Kế thừa tiếp tục sắp có cam rồi anh em ạ. Đây, trụ sao kế thừa là một cây cam. Ha, đọc kế thừa là cái tím không? Mà cái cam là cây hiếm mà là cái kế thừa rồi cam phải là kế thừa với hiếm chứ đúng không? Họ giám định cái đã. Tỷ lệ bạo kích, trời tôi định bỏ dòng tỷ lệ bạo kích để lấy dòng sát thương thuộc tính mà bây giờ nó ra tỷ lệ bạo kích thôi, cứ tẩy vô trước đi rồi xíu.
Căng quá anh em ạ. Đó, 4 dòng cam chỉ tiêu được rồi đó anh em. Giờ à, đập đồ mà sấm chớp kiểu này nó hồi hộp quá anh em. Anh em mới vừa nghe một cái âm thanh trong một cái boom, mình đi kiểm tra vòng vòng nhà thì không có thiết bị nào bị phát nổ cả. Thì nghe là nghe trên nóc nhà, nhưng có lẽ là đang nghi là cái thiết bị thu sóng truyền hình ở trên đó, cái chảo anh em, chắc là nó bị bụp bụp ở trên đó rồi. Bây giờ mình tẩy dòng tỷ lệ kích này qua trước ha, để đập thêm một cây cam nữa đi anh em. Mình sẽ cố chấp thêm một cây cam nữa ha, coi là có được dòng sát thủ tính hay không. Không được thôi xài vậy đi anh em ạ. À, tiếp tục chế. Thực ra cái nhạc nền của cái video này nó hơi mạnh mạnh anh em ơi, hơi bị đau tim chút. Chùi ra cam sớm sớm đi cho bà con nhờ coi nào. Clip này mình nghĩ chắc nó cũng hơi dài thôi, kệ, lâu lâu ra mấy cái clip được bung rương nó dài dài cho anh em xem cho nó đã. Chứ bình thường mấy clip gì đâu có mười mấy phút, xem tí xíu là hết anh em ạ. Vẫn không có cam, không có cam. Đây, có cam rồi. Giờ mà cái dòng này dám định ra cái dòng sát thương thuộc tính một cái là nó đẹp cực kỳ luôn anh em ạ. Giám định nè, rồi không cho tỷ lệ là biết trùng dòng rồi đó bà con. Tỷ lệ thuộc tính, bán. Thôi, tạm thời mình như vậy đi anh em. Còn cái dòng kia thì để cho chủ mặt tìm kiếm đi ha, linh hoạt hoặc tấn công gì đó. Giờ lỡ ra tỷ lệ bộ kích rồi thì xài. Giờ thì mình sẽ tăng bậc lên nha anh em ơi. Tại tăng bậc lên thấy cộng được cái hoàng kim lên ở đây, sức mạnh hút sinh lực 200% nữa, chắc chắn mình phải tăng rồi đó. Quất liền. Thêm được mớ lực chiến nữa nha. 4 dòng cam chỉ tiêu của nhân vật chính đề ra cho mình. Rồi kế thừa nền bán hết luôn. Thì coi thu gom trở lại được nhiều cống hiến. Hồi nãy là 5 triệu 1, 5 triệu 1, 8. Thì coi như 5 triệu 52 đi. 5 triệu 2, giờ mất hết 2 triệu anh em ạ. 2 triệu để kiếm 4 dòng cam cho vũ khí. Đập vũ khí xong rồi thì bây giờ mình sẽ đập chân nguyên đi. Mình không đập nón, nón với dây chuyền tí đập sao. Bây giờ mình sẽ tập trung qua cái cục chân nguyên. Chân nguyên chúng ta có bao nhiêu đây? 4 triệu 2 nguyên khí. Chỉ tiêu nhân vật chính của mình đó là kiếm 6 dòng cam anh em. Do đó mình sẽ ngưng tụ hết cái số lượng nguyên khí này luôn ha, để xem được bao nhiêu cục hiếm. Bên ngoài trời tạnh mưa rồi anh em ạ, coi như là sóng gió đã trôi qua. Thì mình hy vọng là cục chân nguyên này nó sẽ im đẹp. Người ta nói là sau cơn mưa trời lại sáng. Một lần ngưng tụ là tốn 72.000 nguyên khí. Ở cấp của mình hiện tại lần ngưng tụ tốn 200 mấy nguyên khí anh em ạ. Thốn dã man, chúng ta được cục cam đầu tiên rồi. Ủa, kế thừa nó ra liên tục luôn kìa. Ôi kế thừa nó kìa, ôi ghê vậy. Đó, ủa kế thừa với cam nó ra mấy phát liên tục luôn kìa. Ơi mình coi kênh hệ thống rồi nó có. À, hệ thống không có báo nhận được gì. Hình như là ra 3 cái thừa liên tục xong nó ra cam luôn anh em. Ảo thiệt sự. Đó cam nữa kìa, ôi mấy phát ra cam. Ồ ngon vậy. Ngon nha, ngon nha. Nó chưa quan trọng cái khâu giám định nữa. Chân nguyên mà anh em kiếm được mấy dòng cơ bản như sức mạnh. Đó, sức mạnh rồi nhanh nhẹn thể chất, thêm dòng né tránh, bỏ né tránh mà kiếm được mấy dòng cam cho mấy cái thuộc tính đó thôi là quá tuyệt vời. Còn mấy cái dòng khác thì cứ dòng tím, dòng xanh cũng được. Còn 1,5 triệu chắc là đập được khoảng hai cục cam nữa. Thì coi ra hai cục cam không nha.
Ui, chưa có cam nữa kìa. Vẫn chưa có cam luôn. Đó, có cam rồi anh em ơi. Vẫn chưa có cam. Rồi, cam rồi ha. Giờ mình sẽ coi mình được kiểm tra được bao nhiêu cục cam. 6 cục cam anh em ạ. À, kế thừa thì mình sẽ bán tất cả nha anh em ơi. Bán lại được 1 triệu 8. Rồi, cách giám định chân nguyên của mình vẫn là tháo chân nguyên cũ ra. Và sau đó là chúng ta sẽ giám định cục đầu tiên. Xem dòng gì đây. Kháng tất cả cơ bản. Cấp này thì chưa xài được dòng kháng tất cả cơ bản nha anh em ơi. Nó hơi fail một chút rồi. Rồi, thôi tiếp tục giám định cục thứ hai. Đây, sức mạnh, trời ơi, chân nguyên mà giám định là sức mạnh là mình khoái liền anh em ạ. À, giám định cho sức mạnh thì mình sẽ tẩy kỹ năng qua trước cái đã. Ok. Ôi, lên cấp kỹ cấp 8 luôn, khỏi cần nuôi kỹ anh em. Rồi, tiếp tục nha, giám định cục tiếp theo. Dòng gì đây? Ủa, sao kháng tất cả nữa ta? Có bị nhầm chỗ nào không anh em? Đâu rồi? À đây đây đây, cục này cục kỹ. Đây 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 đây. Nhanh nhẹn anh em ạ. À. Và có được cái mục như nữa ha. Rồi mình sẽ tẩy cục tẩy tẩy luyện sức mạnh nhanh nhẹn quá phê luôn. Này mục như mà có nguyên khí trong này chắc mình giám định cục xanh rồi đẩy cái kỹ qua đây bán cục này anh em ạ. À. Từ đã. Giám định cục xanh. Ra dòng bỏ né tránh cơ bản nó mới ghê chứ. Rồi tẩy kỹ năng bán cục này, tiếp tục giám định cục tiếp theo. Ghê hồn em, né tránh cơ bản luôn kìa. Đó, ba dòng cam phê liền. Giám định bỏ qua né tránh cơ bản luôn kìa. Ôi ghê, ta được 4 dòng cam rồi anh em. Hôm nãy mình nói sau cơn mưa trời sẽ lại sáng mà đâu có sai. Bán hết vũ khí luôn nha anh em, được 10 triệu bạc rồi. Gan cái dòng cam ở đây, gan cái dòng cam ở đây. Mình có sức mạnh nhanh nhẹn rồi, giờ mình lấy thể chất nè, thấy thể chất nè, hoặc là tỷ lệ bột kích cơ bản vô. Rồi mình thấy cái không được chữ tẩy là thấy hiểu rồi đó. Ủa, nó ra nhanh nhẹn đó kìa anh em ạ. Rồi ha, bây giờ chúng ta sẽ, cái này là dòng khác tất cả, mình bán luôn nha anh em, tại không có xài, bán luôn. Mình sẽ tiếp tục, bây giờ mình đã có được 4 dòng cam rồi, mình sẽ cần thêm 2 dòng cam nữa. Giờ đó chúng ta sẽ đập khoảng như để biết vượt 4 cục cam không ta. Kỹ thừa. Thấy chân nguyên đi được 4 dòng như vậy là quá mượt rồi đó anh em. Ra những cái dòng rất là ngon. Lúc nãy mình có nói với anh em là gì? À, chân nguyên anh em chỉ cần kiếm được những cái dòng cam mà bên các chỉ số cơ bản, ví dụ như sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn. Rồi né tránh, bộ né tránh. Đó là những cái dòng rất là quan trọng trong chân nguyên. Mà anh em lên được cam những dòng đó nữa là nó quá ok. Rồi cứ ngưng tụ hết cái nguyên khí này đi. Dù gì những cục sao là cái tỷ lệ anh em giám định nó trùng dòng rất là cao rồi. Còn 800, 800 này chắc là mình sẽ ra được thêm một cục cam nữa. Hên hên thì hai cục, còn xui xui thì không có cục nào. Mình nghĩ chắc chắn sẽ ra được một cục anh em ạ. À. Này là theo kinh nghiệm bung rương tạch biết bao nhiêu hạt đó ra kìa, thấy chưa, còn 400 mấy nữa thôi, cứ từ từ đã. Đây được 3 cục cam, bây giờ giám định tiếp tục nè. Thay chữ tẩy là ok. Thôi nó cho chính xác 560% chính xác. Được tẩy. Đây thể chất 5 dòng cam rồi nha. Rồi dòng cuối cùng này, dòng cuối cùng này. Ra luôn đi, ra luôn đi, hoàn thành chỉ tiêu. Hứ, được tẩy nữa nè, được tẩy nữa nè.
tỷ lệ bạo kích cơ bản. Ồ bà con thấy hôm nay cái tài của tôi nó ghê không? Rồi ngon lành này đó anh em, chỉ tiêu mình đã đạt được. Bây giờ vẫn còn dư nguyên khí thì chắc chắn mình sẽ tiếp tục mình đập thôi. Ồ cái cục cũ nãy đâu đây cục này à? Mình còn thiếu dòng gì ta? Còn thiếu dòng linh hoạt. Và bỏ qua tỷ lệ kích cơ bản anh em ơi. Cấp này thì mình vẫn chưa có bỏ linh hoạt được nha anh em. Cấp này mới chỉ có 120 thôi, vẫn sử dụng linh hoạt. Bây giờ thì chúng ta sẽ phản cây thừa, tiếp tục đập. Kiếm cam tiếp anh em, 6 dòng cam chỉ tiêu rồi. Có mấy anh em làm gì hốt hoảng kinh bang ghê vậy. Có nguyên khí min trên top, ai cần lên mua đi. Sao nay buông mặt này hơn ta? Đúng là như nãy mình nói, sau cơn mưa trời lại sáng. Trời ơi, ra được bao nhiêu cục cam nữa đây? Một cục cam, rồi cái cục còn lại chắc cũng sẽ ra được. Hai cam giờ kiếm dòng bỏ qua tỷ lệ kích cơ bản dòng đó dòng xanh lá. Có cái thừa nữa nè anh em ơi. Mình thì chắc không dám định cái thừa để kiếm dòng đó đâu. Cứ qua dòng xanh cũng được. Bán cái thừa để lấy nguyên khí anh em kiếm dòng cam nó sẽ ngon hơn. Trời cái thừa cam. Bãi nồi có được con cục cam mà bà con cô bác ạ. Kệ cứ giám định đi. Giám định. Được tẩy, được tẩy, mình thấy chưa được tẩy rồi. Bộ can tất cả điểm, bán. Bán luôn cái thừa. Đập lấy thêm cục cam nữa. Đó, cam luôn nè, bang kinh bang đang nhốn nháo. Thật sự thì chân nguyên này ở cấp này nhiều anh em mà không biết tích nguyên khí thì rất là khó tích. Ồ, ra luôn cả kỹ chân nguyên anh em. Đây, bỏ qua tỷ lệ kích cơ bản quá ngon. Trời ơi, 7 dòng cam. Quá phê. Rồi, bây giờ mình sẽ giám định cục xanh ha. Giám định cục xanh này để tẩy cái dòng này qua. Trang bị nè. Tẩy kỹ năng. Rồi bán cục này được mớ nguyên khí. Trời ơi quá đã rồi, bây giờ còn cái dòng gì? Linh hoạt. Ok, tẩy linh hoạt qua trước nha anh em ơi. Còn cục hiếm sát hiếm này mình sẽ giữ lại cho chủ mặt nha, để sau này chủ mặt có tăng cấp kỹ thì dùng. Rồi chỉ tiêu người ta cho mình 6 dòng cam, mình ra 7 dòng cam rồi anh em, mà bây giờ còn một đống nguyên khí nữa thì anh em nghĩ mình có nên đập nữa không anh em ơi? Mình nghĩ là nên đập nữa đi ha. Chúng ta biết đâu ra được dòng linh hoạt luôn thì sao? Mình sẽ đập hết cái lượng nguyên khí này nữa rồi coi được bao nhiêu cục cam giám định. Không được thì thôi nha anh em. Chừa nguyên khí lại cho anh em tích cho cái đợt mở cấp tiếp theo. Chứ mỗi lần tích nguyên khí cũng tốn lắm anh em ạ. Vô mình phá làng, phá sớm kiểu này chết người ta. Nhưng mà nói chung hôm nay chân nguyên mình làm cho ạc này gọi là cái ạc thành công nhất từ trước tới giờ. Đó, có cam rồi nè. 12 cái chân nguyên rồi hết. Ủa anh em đếm luôn à, nãy giờ mình chưa đếm 13 luôn kìa. À, để up lên cho anh em cái nha, đạo cụ, trang bị. Cục này đang xài đúng không ta? Đúng rồi. Hello anh em nha, chào tất cả anh em nha. Hình như là mình không có bật cái âm lên, anh em đợi xíu. Cấm sử dụng micro và ok. Ô bắt buộc mình phải ấy nữa anh em. Thôi kệ, khỏi lên mic đi, nhiều chuyện chi chả biết, lo làm trước cái đã. Giám định nè. Đâu rồi. Ô nó ra nghịch thủy hành châu mà không được tẩy luyện anh em ơi, tẩy chất. Ờ thôi không được rồi, thôi mình sẽ giữ lại như đây thôi, tạm thời 7 dòng cho anh em được rồi ha. Như vậy là chân nguyên mình đã dùng thành công rồi. Cấp này
không dùng. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đập cái nón và cái dây chuyền cho mặt này anh em ạ. Nón hay kiếm tầm 4 dòng cam. Cấp này thì anh em chưa có, à quên, này chưa có, chưa lên tông sư, nhầm. Wow, kiếm 4 cái nón cam cũng hơi lâu nha bà con. Nãy giờ đập chưa được cái nào hết. Một cam rồi. Này nó phải có thêm một chức năng tích vô để bỏ qua cái phần hiệu ứng đập. Kích ra cái ra liền, kích cái ra liền cho nó lẹ anh em ạ. Ui sao nón đập tỷ lệ ra cam nó lâu vậy ta, nó bắt mình phải đi đúng từng bước, phải mười mấy cục trắng. Đó, tiếp tục có cam. Ở cấp này anh em phải tầm lên cỡ 14, 14x hoặc 15x thì lúc đó mình mới xài cái dòng đó là bỏ qua kháng tất cả cơ bản phần trăm nha anh em ơi. Lúc đó thì mình sẽ bỏ cái dòng linh hoạt đi, còn cấp này thì dòng linh hoạt mình đánh giá, theo cá nhân của mình đánh giá là vẫn rất cần thiết. Nó sẽ bổ sung cho anh em cái lượng tỷ lệ bột kích. Tại vì đam chúng ta sẽ dựa vào cái đam bột kích nhiều mà. Anh em nổ càng nhiều bột kích thì chúng ta sẽ có nhiều sát thương. Còn ví dụ như bây giờ hiện tại anh em nãy thấy mình có cái dòng là gì, bỏ qua tăng kháng cái cục cam là được 70% thôi, chỉ có 70% thôi anh em ạ. Thì nó chưa đáng kể lắm. Anh em phải lên tầm 100% á, bỏ kháng tầm 100% trở lên. Lúc đó kết hợp thêm với cái cấp của mình nó thêm điểm nhanh nhẹn nữa thì cái bỏ qua kháng của mình nó mới nhiều được. Bây giờ 70% ví dụ như anh em có 4.000 điểm nhanh nhẹn thì chúng ta có được ca kháng 70%, chính là bỏ được có 700 điểm kháng thôi anh em ạ. Nãy giờ lo nó nói không biết được bao nhiêu cái nón cam rồi. Để mình check lại cái đã. Rồi 4 cái rồi, giám định cũng được rồi anh em ạ. À cái này nãy kế thừa bán luôn đi. Rồi rồi bây giờ mình sẽ giám định cái đầu tiên, nón thì nhai không có tháo đâu anh em ạ. Nón thì cứ nằm vô phan giám định luôn. Trời nó cho sinh lực, thể chất nhanh nhẹn, vãi thiệt chứ. Ê chà, cái đầu tiên của nó là tôi thấy nó hơi sai sai rồi nha. Cái thứ hai nè, sinh lực cơ bản ngon lành liền. Cái thứ ba nè, được tẩy là mừng rồi đó anh em. Một kháng thủy. Kháng thủy không xài nha anh em, mình sẽ xài né tránh. Né tránh không tẩy được, bán. Tiếp tục giám định. Trời ơi, sao kháng thủy nhiều ta. Lấy tỷ lệ kháng bạo dòng này xài đỡ đi. Hai cái kháng thủy anh em ơi. Thôi kệ, có món hên, món xui. Cái món này xui thì không sao bởi vì nó không tốn quá nhiều công hiến của anh em. 4 cái nón lấy được 1 dòng cam. Quá nhỏ.
mình thấy ấp chân nguyên lên rồi mà vẫn chưa lên được cái 12 triệu lực chiến anh em ơi. Đã có cam, kiếm tầm 3 cái đi ha, 3 cái. Lâu quá ta ơi. Hai cái cam, thêm cái nữa mình sẽ tiếp tục ra giám định. Anh chứng mấy này anh em kiếm tầm 3-4 cái được rồi. Tại vì trong quá trình anh em tham gia mấy cái hoạt động, nếu mà anh em muốn kiếm cam thì kiếm full, còn ví dụ anh em muốn kiếm cái thừa thì cứ chờ hoạt động di tích tầm bảo đi, hoặc là anh em đi đào tạo đồ cao để kiếm mấy cái bùa tẩy luyện trác việt hoặc là cái thừa. Ủa ra cam chưa ta, nãy mình không để ý nữa anh em. Đây đây, có cái cam thứ ba, giám định cam không được tẩy là ra sinh lực cơ bản. Trời ơi, lại có kháng thủy trong này nữa. Giám định được tẩy nè, hồi phục sinh lực. Rồi thôi mình sẽ thay cho né tránh. Cái nón này sao mình thấy nó gian trùng quá bà con cô bác ơi. Ủa lại hồi phục sinh lực nữa, trùng vòng quá trời anh em ạ. À, mới kiếm được có 2 vòng thôi. Thôi mình sẽ đập thêm hai cái nón nữa nha anh em, hai cái nón nữa. Đó anh em thấy không, có cái ta nói nó hên, có cái nó xui, nhưng mà nón xui thì không sao, quan trọng là chân nguyên với vũ khí nó hên là được rồi anh em ạ. Tính ra hôm nay chân nguyên của anh em rất là hên, và chúng ta giám định hồi nãy anh em đếm nó tổng cộng 13 cái, mình kiếm được 7 vòng là quá ok rồi. Đập xong nón mình sẽ đập tới dây chuyền, rồi đi đến kinh mạch, rồi mình kiểm tra môn khách, kiểm tra tuyệt học. À còn phi phong nữa anh em ơi. Hình như ra 2 cam chúng ta, hay là do mình nhìn nhầm. 1 cam, tiếp tục đập thêm cái nữa. Cái này nó lâu là do cái hiệu ứng này thôi nhưng mà chứ thật ra mình cũng muốn làm lẹ dữ lắm. Xương Thiên Quán, rồi hai cái cam nữa, lúc đầu 4 sau 3 giờ 2. Ủa tính ra 9 cái nón cam rồi đó anh em. Được tẩy, đây nhanh nhẹn đen dòng xanh bỏ vô là ngon lành liền. Rồi giám định cái nữa nè, được tẩy nữa nè, thể chất luôn. Đó, sao nó bù lại anh em ơi. Rồi ok rồi ha, 4 cái cam, bây giờ mình sẽ qua tới dây chuyền. Này là bộ tẩy luyện của nón màu xanh lá, bán luôn nha anh em, không xài nữa. Dây chuyền 16k một lần đập.
Dây chuyền chắc mình cũng sẽ kiếm khoảng 3-4 dòng cam. Dây chuyền bạch kim kiếm 4 dòng đi anh em ạ. Cống hiến chúng ta vẫn còn đến 2.4 triệu. Rất nhiều ở cấp này. Một cái cam đầu tiên. Ủa, nó ra cái thừa nãy giờ mình thấy cũng hơi bị nhiều nha. Cái cam thứ hai này chắc mình sẽ cố gắng kiếm khoảng 4 cây cam. Cái cam thứ ba rồi anh em ơi, gán kiếm thêm cái nữa đi. Lâu quá. Bên server của mình ngày 28 này cũng bắt đầu mở cấp. Nhưng mà của mình thì tích cũng tầm khoảng 4-5 triệu cống hiến với nguyên khí thôi. Mà với cấp của mình thì nhiêu đó thì nó không đã anh em ạ. Mấy hạt này tích cỡ này là quá phê. Mình cũng muốn tích nhiều nhưng mình do không có nhiều clone, không tích nhiều được. Nhưng mà chắc chắn cũng sẽ đảm bảo một cái clip hoành tráng cho anh em về vấn đề bung rương, úp lực chiến. Rồi, 4 cây cam rồi ha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu giám định cái dây chuyền. Phát đầu tiên, bỏ qua né tránh, xài được nha anh em. Đây có dòng nhanh nhẹn màu xanh lá. Một cam đầu tiên đã xài được. Phát thứ hai được tẩy luyện nè. Kháng thủy là không có chơi rồi. Anh em đi chơi dòng sinh lực. Bạn tiếp theo. Ôi, ôi sinh lực bà má ơi. Ok, tẩy nhanh nhẹn xài đỡ đi. Sao mấy cái này bắt đầu nó gian truân quá bà con ơi. Rồi cái thứ tư, đó sát thương một kích. Không lành, dòng này là mình thấy phê nè anh em. Như vậy mình được 2 cam ha. Bây giờ mình sẽ đập thêm 3 cái cam nữa nha anh em. 3 cam cho dây chuyền nữa rồi giám định. Được nhiều hay nhiều. Rồi sau đó mình sẽ làm những cái món khác. Tính ra anh em thấy mình phá cống hiến ghê không? Bây giờ anh em có mấy cái hoạt động như là thu lĩnh trục lộc hoặc là mua đọt hoa thạch cương. Đó là những cái hoạt động giúp mình dễ kiếm cống hiến anh em ạ. Rồi chịu khó đi các hoạt động săn boss hoặc là đi những cái hoạt động để anh em kiếm rương, kiếm mảnh, anh em kiếm cống hiến. Một số anh em thì sử dụng mảnh đó bán lấy vàng, nhưng mình thì bây giờ mình sử dụng mảnh đa số là mình bán lấy cống hiến để mình đập đồ. Tại vì lên cấp cao thì cái dòng cam nó rất là quan trọng anh em. Cộng chỉ số nhiều. Ráng kiếm thêm một cây cam nữa đi. Rồi 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 ra rồi, đập lố rồi. Trời ơi, lỡ tay. Ủa mới có 2 cái mà. Mà thêm cái này đi anh em ạ. Tưởng đâu 3 cái rồi chứ.
Rồi, được ba cái cam nữa rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục giám định đây ha. Để coi dòng gì đây. Lại là kháng thủy. Hồi nãy bào tai cũng kháng thủy. Bây giờ qua dây chuyền cũng kháng thủy. Cái dòng này nó ám, là nó ám kinh khủng thiệt chứ. Su cà nè. Giám định nè. Tỷ lệ bạo kích. Đẩy liền. Và cái cuối cùng. Được tẩy. Phản đòn cận chiến. Ngon lành. Đây. Lên được 1% anh em ơi, vẫn còn cái dòng nhanh nhẹn thôi. Thôi thì dòng đó anh em từ từ kiếm, coi như là bốn dòng cam mình đã được chỉ tiêu. Rồi bán luôn mấy cái kế thừa đi. Ở đây thì mình cái coi mình tăng bậc lên nó cộng chỉ số sao. Sinh lực phục hồi thể chất. Rồi mình sẽ tăng bậc cái này lên luôn nha anh em. 12 triệu rồi. Tiếp tục coi dây chuyền có tùy hầu châu không nha. Tăng bậc dây chuyền có tác dụng không? Tăng bậc dây chuyền em thấy cộng bạch kim lên nhiều nè anh em. Ngon nè, ngon nè, ngon nè. Được sát thương kích lên 4% luôn. Dạ gì mà không tăng. Quất liền. Rồi, coi như là xong cái phần đập đồ. Bây giờ mình sẽ coi cái phi phong. Phi phong hiện tại anh em đang xài hai dòng sát thương hệ lấy tấn công khá hốc sinh né tránh. Tính ra bốn dòng ngon rồi anh em. Tại cấp này anh em xài sát thương hệ, anh em lấy sát thương nó sẽ ngon cực kỳ. Mà chủ mặt cũng kêu mình là thôi tẩy tẩy có được gì không. Nhưng mà trước khi tẩy có lẽ mình sẽ tôi luyện trước đi ha. Thôi mà tẩy trước đi, tẩy xong tôi luyện. Biết đâu nó ra sát thương cuối hoặc là hút sinh lực gì đó. Nhưng mà ở cấp này mình vẫn thích xài những dòng sát thương hệ hơn anh em ạ. Nó sẽ tăng cho anh em đam nhiều. Phản đòn ngũ hành, kháng thủy, đúc lại. Đúc lại luôn, miễn sát thương một kích, sát thương mộc, né tránh cơ bản, thời gian bất lợi, đúc lại luôn. Phản đòn cận chiến, phản đòn tầm xa, gạt bỏ kháng tất cả. Phản đòn cận chiến, sinh lực, tiếp tục tính phản đòn tầm xa. Bỏ né phần trăm, bỏ né điểm luôn. Tốc đánh, kháng hút sinh, kháng tất cả. Bỏ mà kháng tất cả, kháng hút sinh là cũng ngon dành cho solo anh em ạ. Nhưng mà chỉ có một dòng đó ngon thì cũng không quyết định được gì cả. Bỏ né nè, phản đòn à, kháng tất cả. Rồi này là cái gì đây? Nãy giờ không thấy sát thương cuối hút sinh vậy chân trời. Sát thương hệ kim, thời gian kháng thuộc tính. Bỏ luôn, sát thương thủy. Bỏ luôn anh em ơi. Bỏ luôn. Bỏ luôn. Trời ơi sao mà nhỏ vậy. Bỏ luôn phản đòn tầm xa. Bỏ luôn. Wow. Sát thương hỏa. Sát thương kim. Phản đòn miễn thương. Kháng tất cả. Né tránh. Bỏ luôn anh em ơi. Hồi phục bỏ né tránh. Bỏ luôn. Trời ơi sao mà nó nhỏ vậy. Hút sinh lực. Sát thương hệ kim. Cũng được đó mà thôi. So với cũ thì này không bằng. Sát thương hệ kim. Phát cuối cùng nè. Vô. Rồi thôi lưu lại cũ nha. Coi như là không được gì cả. Mình sẽ tôi luyện kháng hút sinh lên. Kháng hút sinh thì tối đa 29%. Ủa, chua ta. Không lên luôn anh em. Thử chuyển qua. Không lên. Đó, ba liền. Lên liền nè. À, trừ những ngàn mấy ghê trời. Hồi xưa lúc mà tẩy phân mình cứ nghĩ lưu lại cái này nó sẽ trừ cái này anh em ạ, nhưng không. Rồi thôi nha, mình lên được miếng này cũng ok. Nói chung vi phong chơi nó hơi chua chỗ đó bà con cô bác ạ. Bây giờ thì về vấn đề kinh mạch để mình coi nhân vật này một lần lên thì là lên full luôn 20 nấc. Hai nấc chứ nhầm. Hai 20 nấc chứ. Ác môn tăng kháng kim lên đã thông liền. Mình chỉ có được 30 lần xung trên ngày thôi anh em. Do đó chắc mình xung tạm thời lên 5 mỗi huyệt trước đi ha. Chúng ta lên tới cấp 122.
thì mình sẽ xung được ba huyệt. Rồi, quay lại huyệt đầu, xung tiếp lên 10. Vẫn còn 10 lần xung nữa anh em ơi, 10 lần. 10 lần thành công chứ nhầm. Rồi, cho này lên 10 luôn. Ok, như vậy đã xong mạch mạch chân nguyên phi phong rồi, cái này tăng bậc bạch kim. Giờ chỉ còn coi môn khách của anh em xài như thế nào nữa ha. Đây chúng ta có môn khách kinh kha, kinh kha kích hoạt hộ chủ rồi nè, bộ ý đây anh em mở được thêm hai lỗ môn khách nữa đó, môn khách mới nè anh em ơi. Đây thì anh em chưa có những cái bộ khác. Thôi thì này từ từ anh em gắn vô, anh em kiếm khách gắn vô Nam Cung Phi. Đủ nè anh em, Nam Cung Phi rồi Nam Cung Thái Hồng và Trương Như Mộng. Này để chủ hạt mở thêm ô nữa, gắn con Trương Như Mộng vô nữa là chúng ta được cái bộ bỏ kháng tất cả 20%. Thì cái này thì tùy theo anh em chơi thôi. Để mình coi tuyệt học và cái đã ha, tuyệt học nó có phần đột phá hay không. Wow, nãy mình giám định ra được mớ tuyệt học. Cấp này nó chưa cho mình đột phá lên cái ô tuyệt học. À chưa anh em, do là mới mở cấp server thôi. Chờ thêm khoảng 15 đến 20 ngày nó mới cho anh em đột phá. Như vậy là mình đã hoàn thành cái công việc đó là bung rương áp lực chiến cho cái nhân vật này rồi anh em ạ. Và lúc đầu chúng ta có là 11 triệu 600 mấy đúng không? Thì bây giờ đã lên được 12 triệu mốt rồi. Cũng gần đuổi được top 1 lực chiến. Thiếu khoảng 150k nữa thì bây giờ không biết lên cái gì để cho nó đuổi kịp anh em ơi, cũng hơi khó ha, chân nguyên đồ các kiểu rồi. Có lẽ là sẽ up thêm đá hồn, kinh mạch rồi những cái thứ khác. Giờ anh em gắn thêm cái bộ môn khách vô hoặc là mở môn khách này thì mình cũng lên được mớ lực chiến nữa. Rồi thôi, coi như là hôm nay mình đã gọi là xuất sắc hoàn thành bung rương ấp lực chiến cho cái nhân vật này, nó mỹ mãn rồi anh em ạ. Rồi mình sẽ dừng video tại đây nha. Video cũng khá là dài rồi và cảm ơn tất cả anh em đã dành cái thời gian quý báu của mình để theo dõi cái video hôm nay. Và nếu như anh em cảm thấy video này nó hữu ích thì hãy cho mình xin một like nha anh em ơi. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo nha. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em những video sau.